Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này dám chia sẻ và gửi đến nhà đầu tư với những giá trị chứng minh bằng thực tế của bản thân tôi xuyên suốt trong cả một khoảng thời gian dài cho nhà đầu tư có thể theo dõi, nhìn nhận và đánh giá được các giá trị thực tiễn Trên này trên thị giao trường. dịch Forex Mọi này. giá trị của vấn đề kiến thức, mọi giá trị của vấn đề thành công ở trên thị trường giao dịch Forex, tất cả đều phải thấy được người thầy hoặc bất kỳ một ai được gọi là thành công ở trên thị trường giao dịch Forex này bước ra phải chứng minh bằng chính những giá trị thực tiễn ở trên thị trường để cho chúng ta cùng nhìn nhận và đánh giá về những giá trị đó ở trên thị trường giao dịch Forex. Nếu có vụ Á quân thế giới hay đẳng cấp quốc tế hay Euro trader hoặc cả nhiều năm kinh nghiệm tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này mà không chứng minh được bản thân mình có thể thành công được hay không ở trên thị trường giao dịch Forex, đó chính là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Mọi giá trị của kiến thức, mọi giá trị của thành công đều phải nhờ có cơ sở để chúng ta nhìn nhận, chúng ta đánh giá và chúng ta có thể thấy rõ bằng thực tiễn ở trên thị trường giao dịch Forex này, chứ không phải chúng ta thấy bằng lời nói hoặc bằng hình chụp về những giá trị mà chúng chia sẻ ở trên thị trường giao dịch Forex này. Mọi giá trị của thành công mà không có căn cứ, không có giá trị để nhìn nhận, không có cái giá trị để nhà đầu tư đánh giá, xin lỗi nhà đầu tư, đó chính là những kẻ lừa đảo ở trên cái thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng những gì mà chúng tôi đang chia sẻ, tôi mong muốn rằng những giá trị mà chúng tôi đang truyền tải đến nhà đầu tư, mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận và tự đánh giá được con đường mà các bạn đang tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Không có vụ sâu bằng hình chụp, điện thoại, tất cả những giá trị mà những thằng lừa đảo trên cái thị trường giao dịch Forex này sâu bằng hình chụp, đó là những thằng không có thể giao dịch được. Tại sao sâu bằng hình chụp mà lại không có chứng minh thực tế bằng chính những tài khoản của bản thân mình ở trên thị trường để cho nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được vấn đề này. Thực chiến Forex là một cái thứ thực trạng mà gì nhỉ? Bọn lừa đảo trên thị trường này đưa nhà đầu tư vào và bắn tín hiệu một cách vô tội vạ mà chính bản thân các nhà đầu tư còn không thể nào thấy được bản thân chúng có giao dịch hay không. Chúng chỉ sâu những hình chụp và gì nhỉ? Lệnh nào ăn thì chúng nó xoáy sâu vào vấn đề này. Nhà đầu tư nên nhớ rằng thực chiến Forex phải là nhà đầu tư phải thấy rõ được những giá trị mà chúng chia sẻ, chúng vận dụng, áp dụng ở trong thực tế và những gì chúng đưa ra, chúng phải đánh trên chính những tài khoản live của bản thân chúng ở trên thị trường thì lúc đó mới gọi là thực chiến Forex. Đấy là những giá trị tôi chia sẻ để nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá. Không có vụ tham gia vào trong thị trường này được gọi là dễ và đơn giản, chỉ có vụ tham gia vào thị trường này dễ là dễ mất tiền và đơn giản là đơn giản các bạn sẽ mất đi những giá trị mà bản thân chính các bạn còn không nhìn nhận được vấn đề này và làm cho các bạn tan ra bại sản. Mọi giá trị kiến thức đều phải chứng minh bằng thực tế tôi chia sẻ để nhà đầu tư có thể nhìn nhận và tự đánh giá về những giá trị này. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư, chúc mọi nhà đầu tư giao dịch thành công ở trên thị trường giao dịch Forex này. Không nhìn nhận được vấn đề này và làm cho các bạn tan ra bại sản. Mọi giá trị kiến thức đều phải chứng minh bằng thực tế tôi chia sẻ để nhà đầu tư có thể nhìn nhận và tự đánh giá về những giá trị này. Tôi xin chân thành.